chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ vẽ khẩu trang trên giấy dùng thước á. Các bạn sẽ vẽ vuông góc nha. Các bạn sẽ vẽ vuông góc hết. Rồi. Rồi sau đó các bạn sẽ đo thước dây từ cái điểm gạch ngang này, các bạn đo lên đây 16 rưỡi, qua đây cũng 16 rưỡi luôn. Rồi các bạn dùng thước gạch ngang qua, rồi các bạn lấy cái điểm ngay giữa cái góc này, các bạn lấy lên trên đây 5 xăng, cái cao của cái chân khẩu trang là 6 xăng rưỡi nha. Rồi các bạn lấy từ cái điểm gạch này, các bạn đẩy qua đây là 8 xăng rưỡi. Rồi từ cái điểm gạch này thì từ cái điểm với cả cạnh này, các bạn vẽ lên đây, lấy cái điểm góc của cái khẩu gian là 13 rưỡi, là 13 rưỡi. Rồi các bạn sẽ lấy cái chiều dài của cái khẩu gian là 12 rưỡi. Còn các bạn lấy cái đỉnh của cái chóp khẩu trang, lấy ngang qua từ cái miếng này, lấy qua đây thì qua đây là 10 rưỡi. Rồi các bạn sẽ dùng thước gạch xéo lên. Rồi các bạn dùng thước gạch qua cái điểm nhọn của tâm cái sống mũi của mình. Rồi các bạn sẽ dùng thước gạch tiếp ở đây, ở dưới cái càm của mình. Đó. Rồi cứ thế thì các bạn sẽ từ cái điểm cạnh này các bạn sẽ vẽ cái vòng bầu. Vòng bầu của khẩu trang. Đó, vậy là xong. Đây, sau khi Nhi đã vẽ xong cái khẩu trang rồi đây, bây giờ Nhi sẽ dùng kéo cắt cái gập giấy này ra nha. Rồi sau khi Nhi đã cắt xong rồi đó cả nhà. Cả nhà xem và cắt theo mẫu này mà cả nhà may cho cả gia đình cả nhà để bảo vệ sức khỏe nha. Thôi Nhi Nguyễn kết thúc ở đây nha, bye bye các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ và comment chia sẻ cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ nha. Bye bye.